Ngày 25 tháng 9 thì giải golf thường niên Swing for Life do Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra. Đây là năm thứ 21 của giải đấu này và là lần đầu tiên sân golf Tân Sơn Nhất đứng ra đăng cai tổ chức. Là một giải đấu có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, Swing for Life luôn thu hút được sự quan tâm của các golfer. Bằng chứng là ở giải đấu năm nay đã có tới 280 golfer đăng ký tranh tài. Với thể thức thi đấu gậy tính theo handicap chính thức thì sự cạnh tranh chủ yếu diễn ra tại bảng A, bảng đấu có sự góp mặt của những golfer single handicap. Đáng chú ý nhất là nhóm đấu có sự góp mặt của một số thành viên tuyển Union Cup hai miền Bắc Nam như là Nguyễn Ngọc Khôi, Andrew Hùng Phạm, hai nhà cựu vô địch hay các vận động viên trẻ đó là Trần Lam, vô địch giải trẻ quốc gia 2020 hay là golfer Đặng Quang Anh, nhà đương kim vô địch của giải 2 năm liên tiếp. Cùng với đó là rất nhiều những anh tài khu vực phía Nam như là Nguyễn Văn Thống, Đỗ Duy Hiền hay Hà Ngọc Hoàng Lộc. Sau một buổi chiều tranh tài, người đã đoạt Best Gross đó là Huỳnh Quang Đức với thành tích là 74 gậy. Trong buổi gala trao giải, bên cạnh việc trao những giải thưởng cá nhân cùng với một số giải thưởng kỹ thuật, thì ban tổ chức Swing for Life đã quyên góp được gần 2,8 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện những công việc thiện nguyện theo truyền thống của giải. Năm nay thì toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ ủng hộ bệnh nhi ung thư để chia sẻ khó khăn với các gia đình có các bé có số phận không may mắn trong cuộc sống. Thank you.